Nội dung chuyện chủ yếu mô tả cuộc đời nhiều tội ác và trị lạc của nhân vật Tây Môn Khánh, hiệu tứ truyền, là người thanh hà, vốn là chủ một hiệu thuốc nhưng không ưa đọc sách, chỉ giỏi chơi bời phóng đẳng, lại kết bạn với một bọn du côn đàng điếm. Ông này đã có một vợ chính và ba người thiếp nhưng thấy Phan Kim Liên có nhan sắc, ông liền lập mưu giết chết chồng nàng là Võ Đại trong thủy hử chuyện ghi là Võ Đại lang rồi cưới nàng làm thiếp. Võ Tổng em trai Võ Đại báo thù, giết lầm người khác nên Tây Môn Khánh vẫn không can gì sau đó Tây Môn Khánh còn mua lý Bình Nhi về làm vợ lẽ và gian dâm với người hầu gái của Phan Kim Liên là Bàng Xuân Mai. nhờ thông đồng với quan lại Tây Môn Khánh trở thành một cường hào. rồi nhờ nhận Thái Kinh một trọng thần làm cha nuôi ông được bổ làm một chức quan coi việc xử án trong huyện nên tha hồ đổi trắng thay đen để ức hiếp dân lành. có tiền có thế ông ta lại càng ăn chơi phóng đãng hoang dâm vô độ để rồi cuối cùng lâm bạo bệnh mà chết.